việc đặt tên cho các sinh vật đã được bắt đầu với sự xuất hiện của ngôn ngữ trong nền văn minh nhân loại một sinh vật thường có ba cách gọi tên tên thông thường hay còn gọi là tên địa phương được người địa phương đặt cho các loài sinh vật trong một ngôn ngữ và khu vực cụ thể trên thế giới tên gọi này thường dựa trên một số đặc điểm của các sinh vật chúng ngắn gọn và dễ nhớ tên phổ thông là cách gọi phổ biến của loài có trong danh lục tra cứu tên khoa học là tên quốc tế được thống nhất trên toàn thế giới, thường sử dụng tiếng Latin và được viết in nghiêng. Tên khoa học của mỗi sinh vật là tên kép, gồm hai từ. Từ đầu tiên là tên chi hoặc tên giống, được viết hoa chỉ cái đầu tiên. Từ thứ hai là tên loài viết thường, mô tả tính chất của loài như công dụng, hình dạng, màu sắc, xuất xứ. Theo sau đó là tên tác giả, và năm tìm thấy loài đó được đặt sau cùng. Nhắc đến danh pháp quốc tế này, phải nhắc đến Linnaeus. Ông được coi là cha đẻ của phân loại học và phương pháp đặt tên loài. Năm 1753, ông giới thiệu hệ thống danh pháp trên, được quốc tế công nhận và được sử dụng đến ngày hôm nay. Tìm ra một phương pháp đặt tên khoa học có vẻ không phải là một vấn đề lớn, nhưng nó thực sự là như vậy. Trước Linnaeus, không có cách nào nhất quán để đặt tên cho các loài. Những cái tên mà các nhà khoa học đặt cho các sinh vật thường rất dài và rườm rà. Thông thường các nhà khoa học khác nhau đưa ra các tên khác nhau cho cùng một loài. Do đó, việc đặt tên theo danh pháp nhị thức như trên được thống nhất sử dụng rộng rãi. Ví dụ như cây lúa có tên khoa học là Oryza sativa. Trong đó, Oryza là tên chi, sativa là tên loài. Được công bố năm 1753 bởi Linnaeus. Hay cá lóc đen có tên địa phương là cá quả, cá trầu hay cá chuối, và tên gọi khoa học là Chana triata, thuộc giống Chana, loài triata, công bố năm 1793 bởi tác giả Block. Sao la có tên khoa học là Sodoris gnatenhensis. Sao la được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1992 tại vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Hiện tại sao la được xếp hạng ở mức rất nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao, có trong danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới và sách đỏ Việt Nam đó các em. Lần gần nhất một cá thể sao la được nhìn thấy ngoài tự nhiên qua hình ảnh được chụp bởi máy bẫy ảnh là vào năm 2013. Các em có biết loài người tinh khôn của chúng ta có tên khoa học là Homo sapiens